Cô Thanh Nấm xin chào tất cả các bé. Chào mừng tất cả các bé đã quay trở lại kênh Thanh Nấm Cô nhé. Các bé ơi, trong bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ học cách viết các chữ cái trong tiếng Việt nhé. Nào, bây giờ các bé hãy cùng theo dõi video của cô nhé. Các bé ơi, đây là cách viết chữ A. Các bé hãy quan sát thật kỹ để mình tập viết cho đẹp nhé. A. A. Sau đây là cách viết vần ác. A cờ ác. Cờ ác. Sau đây là cách viết vần ai. A i ai. Ai. Sau đây là cách viết vần am. A m am. M am. Sau đây là cách viết vần an. A n an. A n an. Sau đây là cách viết vần ao. A o ao. O ao. Sau đây là cách viết vần áp. A p áp. Áp. Sau đây là cách viết vần át. A tờ át. A tờ át. Sau đây là cách viết vần ao. A u ao. A u ao.
Sau đây là cách viết vần ai. A I I E I. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cô Thanh Lâm cảm ơn tất cả các bé đã theo dõi video của cô. Các bé ơi, video của cô sẽ được phát sóng vào lúc 19:30 tối thứ ba và tối thứ sáu hàng tuần. Nhưng cô sẽ cố gắng ra nhiều video hơn để phát sóng vào những buổi tối khác trong tuần cho các bé nhà mình cùng theo dõi và cùng học nhé. Và các bé đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh của cô để mỗi khi cô có video mới thì các bé là người đầu tiên được đón xem nhé. Cô cảm ơn các bé rất nhiều. Hẹn gặp lại các bé trong các video lần sau. Bye bye!